bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Mày là do tôi lấy nhầm với cái nhà chồng mất dạy thì đúng hơn đấy. Đi bộ. Ngửi đi. Này, đi mồ. Cơm đến lượt mày đây. Ngồi xuống. Bờ mày này nó ăn được ấy nhở? Ăn đi ạ. Em đang dọn dẹp ở dưới bếp, sao mọi người ăn cơm mà không gọi em? Thì đợi mọi người ăn xong còn gì em ăn nốt thôi, chứ có cái gì đâu mà lèm ba lèm bèm. Chị làm cái trò gì đấy? Chị bị điên à? Phải, con này đang điên đấy. Ở trong cái nhà này bao nhiêu lâu nay bây giờ mới phát hiện là quá bình thường rồi đấy. Cả nhà đang ăn cơm mà mày dám hất đổ mâm cơm à? Mất dạy. Bố mẹ mày không dạy được mày đúng không? Không phải tôi mất dạy, mà là do tôi lấy nhầm với cái nhà chồng mất dạy thì đúng hơn đấy. Đi mồm. Ăn nói kiểu gì đấy? Nhà chồng làm sao? Nhà tôi đối xử với cô như nào? Thế à? Các người quên thì để tôi nhắc cho các người nhớ. Ngửi đi. Ngửi xem có phải người phát gớm của cô không? Từ quần cho đến áo, từ đồ ngủ cho đến đồ lót, cô đều lấy của chị ra cô mặc. Ai cho cô tự tiện như thế hả? Tôi hết đầu rồi, tôi thấy cái gì đang phơi tôi tiện tôi mặc thôi. Có phải ăn trộm ăn cắp của chị đâu mà chị phải to mồm như thế. Nếu mà em muốn lấy thì em phải hỏi chị một câu, chị đồng ý thì em mới được lấy chứ. Sống chung một nhà với nhau sao phải hỏi, làm như người ngoài không bằng ấy. Này, nếu mà em là người ngoài ấy thì từ nãy tới giờ em bị ăn tát cho sưng mặt rồi. Thấy chị hiền chị nhịn nên lấn tới à? Tự động thái độ với khác thì phải biết ý một chút. Mặc xong thì giặt sạch sẽ đi, ai để đồ hôi dính ra như thế, hết mùi bia đến mùi mắm tôm ai mà chịu được. Thôi đống đồ này chị cúng cho em đấy, ngồi mà ngửi đi. Vâng, mẹ đợi con vào nhà lấy đồ lễ rồi con với mẹ ra mộ bố nhé. Vâng ạ. Ô, sao anh lại ăn xôi với gà của em? Mày bị điên à? Tao đói tao ăn như nào nữa? Anh có biết đây là đồ để em thắp hương cho bố em không? Em dậy từ sáng sớm để đồ xôi luộc gà để đem ra mộ bố em đấy. Ai bảo mày để ở bàn hả? Mày trách ai? Đồ bàn tao chả ăn thì sao? Em nấu xôi không để ở bàn thì để ở đâu? Mà rõ ràng đây không phải đồ ăn bình thường, là xôi là gà để thắp hương đấy. Mà kể cả nó có là đồ ăn bình thường thì anh nhìn thấy anh không biết của ai anh cũng phải hỏi chứ. Này, mày đừng có mất dạy, nghe chưa? Thắng, mày có dạy được vợ mày không? Này, đây không phải lần đầu tiên anh ăn đồ ăn của em đâu. Bao nhiêu lần rồi, lần nào thấy đồ ăn anh cũng ăn sạch không hỏi một ai cả. Thôi, anh xin em đấy, đừng có gây sự nữa. Gây sự? Anh có hiểu được sự ấm ức của em không? Đang chuẩn bị đi ra mộ bố thì thấy đồ thắp hương bị anh chồng ăn gần hết rồi. Thì cũng do em không cất cẩn thận, bây giờ trách ai? Đúng. Cẩn thận? Như thế nào gọi là cẩn thận? Thế bây giờ chả nhẽ đồ nấu xong em phải cất vào tủ quần áo cho cẩn thận à? Thì thôi, bây giờ em ra ngoài mua cái khác thắp hương cho bố. Còn đồ ăn thì anh Cường anh cũng ăn xong rồi, nói cái gì nữa? Có cái gì nghiêm trọng đâu mà. Anh, cảm ơn nhé. Gà ngon đấy, không thiếu nước chấm. Sao tài khoản lại bị chú hết sạch tiền thế này? Ôi trời, không phải thế này chứ. Anh Thắng, anh rút hết tiền trong sổ tiết kiệm nào? Anh rút ra để anh thanh toán tiền cọc ô tô ấy mà. Em xem anh chọn được chưa? Đẹp không? Ô tô? Tự nhiên anh mua ô tô làm gì? Thì hôm trước đi học lớp em không thấy à? Ở lớp bây giờ đứa nào cũng có ô tô, nên là anh quyết định là phải mua bằng được để anh còn bằng bạn bằng bè chứ. Sắp tới đi học lớp để vênh mặt với chúng nó chứ em. Anh có biết đấy là tiền tiết kiệm để cho kế hoạch sinh con của vợ chồng mình không? Vậy mà anh lấy hết ra để mua ô tô chỉ để xin diện với bạn bè thôi à? Anh lại còn tự ý mua mà không hỏi ý kiến hay là bàn bạc gì với em luôn hả? Thì lùi kế hoạch sinh con lại được chứ sao? Mà cái thằng này là trụ cột trong gia đình, làm cái gì để tự quyết chứ sao phải hỏi ai? Anh đi làm, tháng được có 5 triệu thì anh đốt hết vào nhậu nhẹt. Từ khi lấy anh, một mình em phải gánh vác kinh tế của gia đình. Bây giờ đến tiền để đẻ con anh cũng động vào, thì em không còn gì để nói với anh nữa rồi.
Cô nói xong rồi đúng không? Thế thì bây giờ tôi ra showroom tôi nhận xe. Anh đứng lại. Mày về làm dâu ấy thì vài ba cái chuyện vặt vãnh ấy mày biết chấp nhận, mày ca tán cái nỗi gì? Có mấy cái chuyện vặt cũng để ý ấy, đúng là không chịu được. Vặt vãnh à? Được rồi, để tôi cho các người xem đây có phải chuyện vặt vãnh không. Đứng im đấy, tôi sẽ tính sổ với từng người một trong cái nhà này. Cái gì đấy? Anh Cường, anh chồng của tôi, người đàn ông ăn trực mặt dày nhất mà tôi biết. Từ đồ thắp hương cho đến đồ mẹ tôi gửi hay là đồ tôi mua để dự trữ trong tủ lạnh, anh đều ăn sạch không sót một miếng nào. Anh ăn nhiều như thế nhưng mà một xu tiền ăn anh cũng không đóng cho tôi. Tiền xôi gà thắp hương cho bố tôi 500.000. Tiền đồ ăn mẹ tôi gửi lên toàn hải sản đắt tiền, bào ngư tổ yến 20 triệu. Tiền thuốc bổ anh uống trộm của tôi 10 triệu. Tiền ăn mỗi tháng là 3 triệu, 12 tháng là 36 triệu, tổng là 66.500.000 đồng. Số tiền này tỷ lệ thuận với độ dài mõm nhôm không đáy của anh đấy. Này, anh em tôi không phải học sinh mà ngồi đây để nghe chị kể chuyện nhá. Im mồm, đồm đến lượt mày đây, ngồi xuống. Tiền quần áo mượn không trả 10 triệu. Tiền đi giặt quần áo bẩn mà mày lấy mặc 5 triệu. Tiền mua mỹ phẩm ké khi đi shopping với chị 10 triệu. Tiền vay đi du lịch với bạn trai 20 triệu. Tổng là 45 triệu đồng. Số tiền này tỷ lệ thuận với sự trơ trẽn mặt dày của em đấy, em chồng ạ. Thôi, em đừng có nói nữa. Em nhất định là phải làm loạn cả cái nhà lên như thế à? Đến giờ đến lượt anh đây. Anh là thằng chồng ăn hại, vô dụng và tệ bạc nhất từ trước đến nay mà tôi biết. Số tiền mà anh nợ tôi nhiều nhất trong cái nhà này đấy. Giỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Tiền anh vay để trả nợ thua cờ bạc 200 triệu. Tiền vay để mở quán cà phê với ba 500 triệu. Tiền tiết kiệm lấy trộm của tôi để mua xe 200 triệu. Tiền đền bù tổn thất vật chất và tinh thần trong suốt một năm lấy anh 200 triệu. Tổng là 1 tỷ 1. Trong suốt một năm lấy anh chỉ có vay tôi thêm chứ không hề trả tôi một xu nào cả. Đúng là con điên. Mày thích ấy thì cứ tha hồ mà tính. Anh em tao cóc có tiền trả. Đúng rồi đấy. Dù gì thì mình cũng là vợ chồng với nhau, tiền thì cũng là tiền chung mà em. Ai vợ chồng với anh? Tôi đã nộp đơn phương ly hôn ra tòa rồi. Từ ngày hôm nay tôi xin từ chức làm vợ của anh. Công việc này đòi hỏi cao quá, tôi không đủ trình để đảm nhiệm được. Và các người cũng đừng mong các người quỳ được tiền của tôi. Tôi cho các người thời hạn 1 năm để trả hết số nợ này cho tôi. Nếu không tôi sẽ kiện các người ra tòa vì tội chiếm đoạt tài sản. Số tiền từ 2 triệu trở lên đủ để truy tố hình sự rồi đấy. Chào thân ái và quyết thắng cái gia đình hãm tài này. Nhớ trả nợ cho đúng hẹn. Hay nhở? À, chị Linh ơi, hôm nay em dẫn người yêu về ra mắt. Chị định chiêu đãi bọn em đến gì đấy? Chị đặt đồ ăn rồi, cứ ngồi xem tivi đi. Lát nữa ship đến thì mình ra ăn thôi. Dạ vâng. Anh ăn nhiều rồi nhá. Chị em hơi ít nói, nhất là khi gặp người mới quen.
đúng không chị? Thôi anh đi. Để lên con đi bảo. À, kìa chị, đang ngăn mà sao chị quát ầm ầm lên như thế? Anh ấy còn đang gắp thịt nữa. Rồi ăn đi. Ăn đi. Chị ạ. À, cảm ơn em nhá. Em cứ để đấy giúp chị. Em lên trên phòng ngồi xem tivi đi. My đang ra ngoài muốn nước rồi chị ạ. Anh nhường em. Anh cứ nghĩ là chỉ mình em còn tình cảm. Em còn tình cảm với anh không? Dù 2 năm trôi qua rồi, nhưng mà em vẫn còn yêu anh lắm. Chỉ tiếc là chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh lại đang yêu em gái của em. Mọi người ơi, em về rồi này. Làm mày thế, về đúng đến cửa thì mưa. Cậu đã không làm được cái việc gì rồi thì mời cậu lên trên nhà ngồi cho tôi. Đúng là vô dụng mà. Em xin lỗi chị ạ. Chị để em dọn cho. Thôi, xuống tay đấy. Anh là khách mà. Thôi, đi lên nhà ngồi đi. Để em dọn cho. Đi. Chị Linh, hôm nay chị cực kỳ quá đáng rồi đấy. Chị làm em xấu hổ trước mặt người yêu em. Thôi không cần uống nước gì cả. Để em bảo anh đi về. Không ở đây khổ với chị lắm. Ngày xưa ấy thì em có thể nhẫn nhịn chị được vì chị học giỏi hơn em. Còn bây giờ ấy thì em không thể nhẫn nhịn chị được nữa đâu. Mi, cho chị xin lỗi. Tại vì chị vẫn hơi lạ cậu ấy nên có hơi mất bình tĩnh một chút. Bây giờ trời cũng tối muộn rồi, lại còn đang mưa to nữa, đi ngoài đường nguy hiểm lắm. Hay là em bảo đêm nay cậu ấy ở lại đây đi. Chị sẽ chuẩn bị phòng riêng rồi chăm sóc cho cậu ấy chu đáo. Coi như là chuộc lỗi nhá. Vâng. Nhờ cái Mi nó nghe thấy thì sao? Sợ đi, nó ngủ luôn. Mấy người! Mi ơi, cứu chị. Nãy chị đang ngủ thì hắn ta nhảy vào đây sàm sỡ chị. Không phải như cô ta nói đâu. Khốn nạn. Tôi đưa anh về ra mắt chị gái thôi. Mà bây giờ định cưỡng hiếp cả chị ấy nữa à? Ngay từ lúc ngồi ăn cơm, hắn ta đã cố ý sờ soạng chị ở dưới gầm bàn. Chị đã cố nhịn nhưng không nhịn được. Đấy là lý do chị gắt lên đấy ạ. Chị ơi, em xin lỗi nhá. Tại em hiểu lầm chị. Chính em mà đưa cáo về nhà để chị phải tủi nhục như thế. My, cô ta đang nói dối đấy. Rõ ràng cô ta là người tấn công anh trước. Khốn nạn. Nói như thế mà nghe được á? Anh bảo một người phụ nữ chân yếu tay mềm tấn công anh à? Tôi thấy anh mới đang là người chia rẽ tình cảm chị em chúng tôi đấy. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi gọi công an để gô cổ anh lại. Cút. Còn buồn vì chuyện đồng Cường à? Em vừa buồn, vừa cay cú, cậu còn tiếc nữa. Tiếc nửa năm qua em luôn dành hết công sức dành thanh xuân cho hắn ta. Thôi, không phải buồn vì cái thằng khốn nạn đấy đâu. Chuyện qua rồi, thì chị mới dám nói thật với em. Thật ra, Cường là người yêu cũ của chị. Chị với cả hắn ta yêu nhau được một thời gian ngắn, nhưng mà sau đó chị đá hắn ta. Cũng được 2 năm rồi. Thế tại sao ngay từ đầu chị không nói cho em biết?
để bây giờ em như này. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn bắt em phải nhường nhịn chị. Chị sợ chị nói ra thì em sẽ nghĩ theo chiều hướng xấu đi. Em sẽ nghĩ là chị cố tình phá hoại tình yêu của em. Lúc đấy thay vì em đề phòng Cường thì em lại quay ra đề phòng chị và không tin lời chị nói về Cường. Nhưng mà làm gì có chuyện tình cờ như này. Rốt cuộc tại sao chị lại chia tay hắn ta? Vì chị nhận ra hắn là một tên bỉ ổi, ham chơi, lười làm, chỉ thích ăn chơi hưởng thụ thôi. Với cả chuyện hắn yêu chị rồi sau đó yêu em không phải là tình cờ đâu. Anh. Bình đi của em. Sao con bé lại ngồi cạnh hắn ta? Thôi, đến giờ rồi. Bé Mi đi đi, không muộn. Thôi được rồi, để hôm khác em bù cho nhá. Vừa mới ngồi cà phê với anh yêu có một tí mà đã phải đi rồi. Không sao, không cần mình ngồi tiếp. Thế thôi, em đi trước nhá. Alo. Mày đã thấy tao tán con nào ấy mà chưa đổ chưa? Đối với con My ấy thì lại càng đơn giản. Con bé ngây thơ, nó lụy tình lắm, chứ không cáo như con chị nó. Con Linh mà dám đá tao thì tao sẽ trả đũa bằng cách yêu em gái. Sao? Nhà giàu lắm, một khối tài sản cách xù mà mỗi hai đứa con gái. Thôi thì không yêu được con chị thì bố mày chém con em. Đích ấy, tất nhiên rồi. Sau này tất cả tài sản của nó sẽ thuộc về tao. Lúc đấy thì chả phải làm lụng gì cả, như Trạm Vương ăn sung mặc sướng. Ok chưa? Thế nhá. Coi như là một bài học xương máu về cách nhìn đàn ông cho cả hai chị em mình. Gầy là thầy mọi thứ. Vào việc thôi em. Em thiếu thốn như thế này hả vợ? Được rồi chị ạ. Em sửa ống nước giỏi thế này, không biết có sửa thêm ống nước khác giúp chị được không? Thế là nhà mình vẫn còn ống nòng bị tắc nghẽn à? Chị cứ chỉ cho em thông hết cho. Là chị này. Chị vui tính thật đấy. Chồng em rất vừa vặn đúng ý chị. Không quá đô con, nhưng mà lại rất cơ bắp dẻo dai. Chỗ nào ra chỗ đấy. Em cảm ơn chị. Tại em làm nghề này cũng phải vất vả lao động chân tay, thành ra là người cũng có một chút cơ bắp. Ừ, hơi gầy một chút thôi, nhưng mà không sao. Gầy là thầy mọi thứ. Chị thế. Bây giờ chị nói cái này, em xem làm được thì làm, còn không làm được thì coi như là chị chưa nói gì nhá. Ban nãy không phải chị nói đùa đâu. Chị nói thật đấy. Chị sẽ trả cho em 2 triệu nếu như em đồng ý với cả chị. Đồng ý không? Vợ ơi, anh về rồi. Sửa xong đường ống nước chưa em?
về nhà suy nghĩ cho kỹ đi, rồi có gì gọi điện cho chị nhá. Sao anh về sớm đấy? Thì anh nghe vợ nói bảo là đường ống nước nhà mình bị hỏng, anh phải về sớm để xem thế nào chứ. À, em thấy tờ rơi quảng cáo dán ở ngoài cửa nên em gọi người ta đến sửa luôn rồi. Cậu ta làm việc cũng có tâm phết đấy. Chào anh ạ. Chào em nhá, ngồi xuống uống chén nước đã. Dạ thôi em về luôn ạ. Ờ, thế tình hình sửa thế nào rồi hả em? Em thông hết, đường bị ách tắc rồi ạ. Em trả tiền cho cậu chưa? Anh có một ít coi như là bồi dưỡng cho em. Cầm lấy. Em cảm ơn ạ. Với cả là anh thấy trời hình như sắp mưa rồi đấy. Em cầm tạm cái ổ của nhà anh về đi. Em cảm ơn anh chị, em về ạ. Em chào anh chị. Thôi, anh vào tắm rửa đi rồi có ra ăn cơm. Hôm nay em lại làm hàu cho anh ăn đấy. Lại ăn hàu á? Sao ngày nào em cũng bắt anh ăn hàu thế? Hôm thì ăn hàu nướng, hôm thì hàu xào, hôm thì hàu hấp. Anh ăn nhiều anh cũng ngán rồi đấy. Ngán thì cũng phải ăn. Mẹ em còn làm hàu sống cho anh ăn cơ. Người ta bảo ăn hàu sống mới bổ, mới có tác dụng nhanh nhất mà. Thôi, đi vào đi, nhanh lên. Nhanh lên, lát còn ra trả bài cho em đấy. Đi. Trời ạ, lại thế nữa. Mới có 2 phút, em còn chưa có cảm giác gì luôn ý. Chưa đến chợ mà đã hết tiền rồi là sao? Anh xin lỗi, anh cũng muốn lắm nhưng mà anh không kìm được. Anh xin lỗi vợ nhé, lần sau anh sẽ cố gắng anh bù đắp cho vợ. Tại vì em thấy đấy, thời gian gần đây công việc của anh bộn bề, anh phải đi công tác nước ngoài suốt, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả ấy. Mà anh cũng stress lắm nên anh mới không chiều vợ tới bến được. Thôi đi, lúc nào cũng chỉ lý do thôi. Thôi, anh xin lỗi. Mai anh dẫn vợ đi mua túi hiệu nhé. Chẳng phải là em bảo với anh là em thích cái túi hiệu gì đấy mà hơn 50 triệu còn gì. Nhưng mà chưa mua được đúng không? Mai anh đưa đi mua nhớ. Nói thế còn tạm nghe được. Lần này em tha cho anh đấy. Em quyết định sáng suốt đấy. Giúp chị đi. Chị sẽ không để em thiệt đâu. Nhưng mà trước khi mình làm, em có chuyện muốn hỏi chị. Tại sao chị phải nhờ đến em việc này, trong khi em thấy chồng chị rất quan tâm và yêu chiều chị cơ mà. Chiều để làm cái gì đâu, khi mà ông ấy bị ý sinh liếu hả em? Ý sinh liếu có nghĩa là yếu sinh à? Em hiểu rồi. Nhưng mà nếu hai vợ chồng không hòa hợp với nhau chuyện đó, anh ấy không đáp ứng được nhu cầu của chị đến mức chị phải tìm người ngoài, sao chị không bỏ anh ấy đi rồi tìm người mới? Chồng của chị tuy yếu chỗ đó nhưng mà tiền của ông ấy thì chẳng yếu chút nào cả. Ông ấy làm ở công ty nước ngoài nên là lương cao lắm. Chị có phải làm cái gì đâu, chỉ có ở nhà ăn sung mặc sướng rồi tiêu tiền của chồng thôi. Thảo nào em thấy anh ý đi công tác suốt. Thôi, chồng chị thiếu chỗ nào thì em bù cho chị chỗ đó nhá. Vào việc thôi em. Em thiếu thốn như thế này hả vợ? Em tưởng anh đi công tác, sao lại ở nhà giờ này ạ? Nếu như tôi không ở nhà giờ này thì làm sao tôi có thể chứng kiến được cảnh này? Và tôi cũng không thể biết được trên đầu tôi có bao nhiêu cái sừng nữa. Em cũng đừng có nói gì hết. Đúng là tôi yếu, là tôi bất lực. Nhưng vì sao tôi trở nên nông nỗi này? Là vì tôi cật lực đi làm kiếm tiền để lo cho cô một cuộc sống sung sướng đấy. Sống bằng tiền của chồng nuôi,
chứ lúc nào cũng muốn chồng vừa kiếm được tiền vừa khỏe. Thay vì việc bên cạnh tôi, kiên nhẫn cùng tôi chữa trị, thì cô chọn cách tìm sự thỏa mãn ở bên ngoài. Cô đúng là cái loại đàn bà lăng loàn, ích kỷ và giả dối. Ly hôn đi! Anh ơi, em sai rồi. Em xin lỗi, em... Mời cô bước ra khỏi nhà tôi. Cút! Cảm ơn em đã giúp anh nhận ra sự thật cay đắng này. Chưa về hả em? Sao vẫn còn ở đây? Dạ, em chuẩn bị về đây ạ. Thế anh đi đổ rác nhá. Anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Em có thể giúp anh chuyện này được không? Cái gì ạ? Nếu như vợ anh là người như thế thật, thì em hãy giả vờ đồng ý với vợ anh, để anh tận mắt kiểm chứng việc này. Dạ vâng. Thà đau một lần rồi thôi anh ạ. Em tin là sau này anh sẽ tìm được một người thông cảm và cùng anh khắc phục chuyện này thôi. Lạc quan lên anh.